sư sư con có sở thích nhạc từ lâu nhưng khi biết việc nghe nhạc là điều bất thiện thì con bị hoang mang thắc mắc vì sao nó lại là việc làm bất thiện xin sư giải thích và cộng thêm việc quả báo của nó ờ, trong một cái bài kinh đức phật nói như thế này khi mà chúng ta nghe nhạc có những bài nhạc ấy, mà nó liên hệ đến cái lòng tham ái mà do chúng ta còn chưa có chứng quả thánh thì chúng ta nghe những bài nhạc đó nó sẽ là cái lòng tham ái của mình nó tăng trưởng có gì suy nghĩ có đúng không ừ. rồi những cái bài nhạc có những bài nhạc nó liên hệ đến cái tâm sân cái sự thù oán cái sự căm hờn cái sự bất mãn À, ví dụ như những, những cái bài mà chán đời đại loại vậy. Rồi khi mà mình nghe thì cái cái tâm sân nó lại tăng trưởng do mình chưa phải là thánh. Rồi có những bài mà nó làm cái tăng trưởng cái tà kiến. À, ví dụ như cái 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 gì mà độ nàng không độ nàng gì đó. Đấy, nó làm tăng trưởng cái tà kiến thì mình nghe nó thì mình sẽ khiến cho cái, cái tà kiến nó tăng trưởng thì như vậy cái việc nghe nhạc nó khiến cho mình tăng trưởng tâm tham tăng trưởng tâm sân tăng trưởng tà kiến chính bởi vì như vậy cho nên cái việc nghe nhạc là điều bất thiện rất hiếm rất hiếm những cái bài nhạc uh, ca ngợi chánh pháp hiếm lắm. Mà ngay cả như vậy, ngay cả những cái bài mà ca ngợi chánh pháp. Ấy, Đức Phật cũng nói nó có những cái điều nguy hại. Có những điều nguy hại. Đó là gì? Cái người ca thì họ sẽ lo chú ý đến cái kỹ năng âm thanh. Mà họ quên đi cái nội dung giáo lý. Cái định nó bị mất. Cái người nghe đó, họ lo họ thiêu theo cái âm thanh. Thành ra họ bị mê mẩn, cái định họ cũng bị mất. À, rồi chúng sanh sẽ tốn nhiều thời gian để mà sáng tác, để mà ca hát những cái bài nhạc. Và một cái cuối cùng trong Tăng Chi bộ Kính, Đức Phật nói là gì? Chết rồi đi địa ngục. Thành ra cẩn thận. Ờ... À, chính bởi vì như vậy cho nên cái việc nghe nhạc nó bất thiện có đôi khi quý vị sẽ nghĩ là mình nghe nhạc thì cái gọi là cái tâm mình nó thoải mái thoải mái buông bỏ không nghĩ tới cái gì hết ờ, nhưng mà nếu như ai học a thì đàm ai học a thì đàm thì biết rõ nó là gì tâm tham thọ hỉ à, thọ xã tập tham thọ xã tức là bản thân nó vẫn là tâm bất thiện Ừ. còn cái quả báo ấy, thì đương nhiên là uh, nó sẽ có cái quả báo tương ứng với từng cái tập Ví dụ như uh, mình nghe nhạc mà nghe bằng tâm tham thì nó sẽ cho cái quả báo của cái tâm tham uh, mình nghe nhạc bằng tâm sân nó sẽ cho những cái quả báo tương ứng với tâm sân mình nghe nhạc bằng cái tâm si nó sẽ có cho quả báo tương ứng với tâm si đấy uh, còn cái quả báo mà cụ thể đó ví à, dụ cụ thể là cái gì thì nó khó nói, tại vì nghiệp và quả của nghiệp bất khả tư nghị. À, thư chỉ có thể dựa vào à, trong à, kinh tạng à, để mà có một vài cái trường hợp cụ thể thôi. Còn cái trường hợp mà nghe nhạc á, thì à, nó không có rõ ràng. Lắm. Tôi không có nhớ, Tôi không có nhớ nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ một chuyện là mình tương ứng với cái tâm nào ha, tương ứng với tâm nào thì nó sẽ cho cái nghiệp tương ứng với cái tâm đó ha. và một cái một cái nghiệp một cái quả báo một cái quả báo là cụ thể một cái quả báo cụ thể mà đức phật nói đến ấy, đó là gì sanh làm loài thú chứ bị nghe nhạc, à, sanh làm loài thú À, mà nếu như mình nghĩ cái việc nghe nhạc mà nó không có tội lỗi gì hết trơn ấy, Thì lại xanh là vào địa ngục à, Cái địa ngục mà dành cho những người mê nhạc ấy, Ca múa Thì uh, nó là địa ngục sen hồng Cái địa ngục này nó có đặc điểm là Người ngoài nhìn vào cứ nhìn giống như là chúng sanh ở địa ngục đó đó Là đang ca múa Nhưng thực tế là do họ bị đau đớn thành ra là họ rên rỉ mà cái tiếng rên rỉ của họ do cái đặc biệt của cái nghiệp á, nghe giống như tiếng ca rồi họ bị hành hạ ví dụ như là bị chém rồi bị đốt nóng lòng bằng chân đốt nóng lòng bằng chân à, thành thành ra là họ nhảy lên rồi người ta nhìn giống như họ đang múa nhưng thực tế là họ đang bị tra tấn à, nhắc nhớ giống như cái có người bán cái con vịt ở ngoài chợ À, thế là con vịt nó đang nhảy, vịt đang nhảy trên cái nồi đó, à, thì người ta mua về thấy con vịt nó không nhảy nữa, mới quay lại hỏi người bán là tại sao con... lúc ông anh bán thì con vịt nó nhảy, mà lúc tôi đem về thì con vịt nó hết nhảy, cái anh bán anh mới cười nói là à, anh có để cho con để cái cái để cái ngọn đèn ở dưới cái nồi không, thì con vịt nó đứng lên cái nồi á nó nó nóng nó, nó nhảy rồi mình nó nóng mình tưởng là nó do cái gì đó nó nhảy chúng sanh nó địa ngục cũng vậy bị ca tấn rồi gào thét rồi tìm cách thoát ra đó rồi nhảy tới nhảy lui thì mình nhìn mình tưởng là họ đang ca muốn đó là cái nghiệp cái nghiệp của cái việc này mà đức phật thì ngày ít um, ít nói à tại vì uh, cái người mà chưa có đủ niềm tin tâm bảo thì nghe như vậy thì họ um, họ sẽ không có tin thì nó không có tốt cho họ